quý vị, sáng 4 tháng 3 năm 2023, trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ cho biết ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vừa qua đời. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Trần Văn Minh bị đột quỵ. Hiện tại, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ đang chỉ đạo các công việc liên quan đến tang lễ cho ông Trần Văn Minh. Thông tin cụ thể sẽ có thông báo sau. Ông Trần Văn Minh, sinh năm 1967, quê quán ở xã Tịnh An, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 1 năm 2019, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo phân công, ông Trần Văn Minh có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội. Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, gồm 18 tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên. Ngoài ra, ông Trần Văn Minh còn có nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ. Ông Trần Văn Minh cũng là người trực tiếp phụ trách các đơn vị gồm Vụ 3, Cục 2, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra, Trường Cán bộ Thanh tra. Trước khi chuyển công tác tới Thanh tra Chính phủ, ông Trần Văn Minh từng giữ hàm Vụ trưởng Vụ đơn thư, tiếp đảng viên và công dân thuộc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi. Những thông tin mới nhất sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất từ chúng tôi.